Ba cái này gọi là ngũ ngũ hành, hay lắm. Ngũ hành tức là liên quan, cái này là nội khí một sang nội khí hai, nội khí bốn năm. Mà cái này dùng theo lạc thư cũng là, mà lạc thư cái này chính là số dương một, dương là tăng. Mình nói là lý luận vật chất nó cũng vậy luôn, vô hình cũng vậy nè, một khí vô hai thấy chạy ra, em thấy vậy vậy vô đây rồi tên dí xuống lại vô xong đó, thấy vô xong. Nếu mình về lực nhưng mình tập quen rồi, bây giờ lấy cảm nhận ở tập là đứng vậy thôi. Vô cổ tay rồi ra của nè, nhích của chỏ cái, nhích cái vai cái người vô đây, xoay cái lưng cái thấy vô đó, thì nó lắc lắc nhẹ người năm bốn lần đó. Thứ nhất bây giờ nó đang phương pháp tập thì có những mô kiện không đó, có đó đó giờ có trẻ tôi không hiểu nó hiểu mà anh tưởng nó làm nó lấy le không có đâu, nó chuyển khí vô, nó đi vô tới ngũ hành, vô tới trong, nó vô tới cột sống. Thế bên kia bỏ thêm phút nữa. Giờ mình đã không hiểu, nhiều thằng nó không hiểu giả bộ luôn, nó làm cho có nó đéo biết, nó không hiểu thì nó thấy người ta làm bắt chước, nhưng nó cũng lắc lắc người cho có nó không biết, nó đang vậy thế vô rồi vậy nó vậy vô rồi vậy đó. Nhưng mà lúc giỏi ai lắc vậy, giỏi im luôn chứ, đứng im mà chung như nhẹ thế này giống như khoe cũ á, nhưng giống như cái thằng học tiếng Anh lúc nào phải tiếng Anh vô tao măng dê hay tao ít cơm mẹ, nói tiếng Việt ăn cơm mẹ hay chữ ít luôn là cái gì, giống vậy cái thằng mới học nó vậy thì nó phải lắc lắc. Còn mình là hiểu cái bí quyết là nó có năm cái lắc nhẹ đó là tìm ra, thì cái phương pháp tập khí nó sẽ có trường hợp nó gọi là lận lận khí qua các khớp. Thì trong cái bài cái sơ đồ dịch kinh kinh thế năm cái dòng xanh đúng không, cái tay nó có một cái gân tay bự dài, xong có một cái gân tay vô dài, xong nó có gân tay dài, nó có gân tay dài, xong nó vô cái ngực dài, và lận đây cái lận đây cái lận đây cái lận đây cái vô, nó vô cái bên trong thì lúc bắt tập người chuyển vô nhận vô thì cái động tác nó khác, nó tập trung lắm. Rồi thì vô hai và bốn năm rồi đứng dậy, khi nó vô đó thì bắt đầu giai đoạn một là lận. Lận là sao? Lận tức là nè, xoay giống như cái thầy lận ngưng quân á, dồn cái đẩy cái dồn đẩy cái dồn đẩy cái là gọi là lận lận khí. Giống như thun quần nè, anh thấy cái lưng quần của anh cái lòng thun nó để vô nó cái kéo cái gì đẩy vô cái kéo cái duỗi nè, cái vô cái duỗi nè, cái là cái hợp tác. Còn con người mình như vậy nè, thấy nó căng đây rồi, bây giờ nó xoắn vậy nó căng, xoắn vậy nó căng, xoắn vậy nó căng, xoắn rồi đó là cái chữ xoắn đó là vật chất. Nhưng bây giờ dùng ý có nhóm như là hiểu rồi là đứng như vậy nhẹ thôi, nhẹ cổ tay thôi, nhẹ của chỏ thôi, nhẹ cái mà thấy chạy được cái cuộc sống lắng nhẹ vô thấy không, dần dần mấy cái mẹ làm lộ liễu kỳ mà bắt cỡ quá giống như lộ liễu cái gì phải chính đạo, cái khí là phải chính đạo thì lúc đó chỉ lận tức là gì, xoắn ngay cái vị khớp, xoắn ngay vị trí khớp rất nhẹ mà rất là mạnh, xoắn rất là mạnh ở trong đó, mạnh lên tới cổ lộ tập trung ở đây, xoắn từ cổ chỏ xoắn mạnh cái là nó vô tới đó, tới cái vai, cái ý nằm cái vai sắn mạnh cái nó chạy nó qua cái vai này, cái cột sống rất cột sống rồi nó chui vô nó thấy liền phải không. Thì cái cách lận là gì, ý nằm ngay, ý nằm ngay cái khớp và dùng cái suy nghĩ sắn mạnh, thì giống như cái chuyện này, giống như mình cầm này tưởng tượng có cái này, cái khi suy nghĩ người anh nghĩ bao nhiêu nó ra cái nhiêu, giờ tao nghĩ ở đây một ký đây, đây ra đây một ký, tôi nghĩ này ba kiến nó hiện ra, cái này gấp ba rồi năm, cái này là năm, tại giống như bàn tay mình muốn làm gì nó làm đúng cái đó. Giờ tao muốn cầm cái cầm này rồi, muốn cầm cuốn sách này á, dù tao muốn tưởng tượng cuốn sách thì tao phải cái tay phải dạy thì tao phải để nghe không, nó hiện ra liền, nó cầm sách này cái tay tao phải làm gì này, nó ra lực mà thì cái đầu tao hiểu muốn bao nhiêu, muốn bấy nhiêu, có thể nó sai sót một chút thôi mà thường thường chính xác gần 90%. Cái suy nghĩ người ghê lắm, bây giờ ta tưởng đây một ba nó vô khớp, năm nó vô đây, bảy vô đây, chín vô cột sống, là trong đó thấy lặng gì chín ký rồi. Mà cái đó tưởng tượng là phải có thật, tại cái con người trước hành động gì là phải xuất lực bằng cái đó, thì được khi nó lận lận như thế đâu, lận trong thì anh sẽ thấy nó đi từ một ba năm bảy chín, xong nó vẫn duy trì cái này giữ, cái này là căng,
giữ cái đường năm cái thằng này thằng bình thẳng rồi thả lỏng. Thả lỏng thì anh thấy thả lỏng hai đầu căng cái nhà, ví dụ như xoắn vậy nè, anh để tay lên nè, đẩy tay xoắn xoắn để tay đang căng vậy đó, vô tới đó ha, đó giữ luôn là nó vô tới cột sống giữ vậy. Một là bắt đầu cấp hơi thở cho nó xong thả bắn một lần trùng ra một cái, lúc đó thu khí gấp năm lần, nó đang căng năm thằng thả một cái hút hết năm thằng hút một lúc. Khi mà mình nó đang căng vậy là năm thằng nó có áp lực như này, 1, 3, 5, 7, 9 mình thả một cái nó bung nè. Nếu về cái sự dây ấy, năm thằng nó đang đè xuống như bung lên nó hay vậy đó. Còn hồi trước anh không có ý này, anh lòng bất kể không suy nghĩ gì hết, nó không hiệu quả bằng năm thằng nó bung một lúc. Năm thằng ở đây nó có một cái dao động này đó, thấy là phải là sống không đó, khi nó bung xong cái dây nó sẽ dao động này. Tưởng tượng ra bốn cái dòng sống đúng không, cái này phải âm dương sanh tứ tượng không, tứ tượng là khí cấp cao cấp hai, nó vô hình hơn nhiều, nó dao động nhiều hơn cái sóng đầu nó thể dài thôi, sóng sau nó dài nè, cái sóng là cái tần số cao. Thì anh học về thiền là cái tần số cao là cái tần số để đi vô thiền định, nó thành ánh sáng, cái suy nghĩ thành ánh sáng, nó tỏa hào quang cấp 7 rồi. Từ cái ngọn đèn nó lên một cái xe tím này là cái sóng nó cao hơn, cái sóng này nó to hơn, cái sóng này lớn hơn. Một cái sóng này là nó đi vào là êm dịu vật chất. Là cái tỉnh công anh đang hướng đến cái này. Một động tác con người nhẹ mà nó được tạo làm sóng làm sao? Người trên mới đầu anh làm mạnh gì nó mới có sóng, bây giờ anh chị dày nó tạo cái sóng vô tới đầu nó. Đó, thì cái này khi anh làm này anh thấy năm bốn cái điểm nó thành một cái dòng sóng con. Cái năng lượng nhiều hơn nhiều, anh thấy cái làn sóng nó nhẹ vô tới bờ đọc cái bầm bỉ. Cái sóng ngắn vậy được nhiêu mà cái sóng bốn lần. Bây giờ anh tưởng tượng bây giờ bắt phân tách nè, nếu anh tập dịch cân kinh thường thường á thì nó có một cái sóng vậy, từ đây đến đây có một cái sóng vậy đó. Còn cái này nè, 1, 2, 3, 4, 5 thì anh thấy tưởng tượng cái tường này sẽ lở ra, nó lở ra nhiều hơn. Còn cái này bầm 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 đập vô bút, đập cái đỉnh sóng này đập vô đây 3 lần vô đây thì cái này nó lở gấp 3, vô tình cái khí này tăng gấp 3 thì cái thằng luyện khí mau hơn thằng kia, lấy khí phong kinh lạc nhau luôn, thành ra cái phương pháp khí công hầu như dân khí thức nó học được là vậy, nó hiểu cái này, nó dùng vậy cái khí trong là không dùng lực nữa, làm sao dùng lực được. Ý là một, suy nghĩ cái ngón cái đè. Ý thứ hai, cổ tay xoắn đè gấp 3 lần. Cùi chỏ, đưa cái ý vô cùi chỏ đè 5 lần. Đưa ý vô nó đè 7 lần. Xoay cuộc sống ấn xuống 7, 9 lần. Cứ làm vậy quen quen đốc đầu. Mới đầu nó thể hiện những động tác nó xí đó. Bây giờ giảm dần tiến tới những cái dao động nhỏ nhỏ, tiến tới dao động lớn. Là bây giờ nếu thầy tập cái này thì mới đầu nó xấu xí nè. Cái động tác của cân kinh ví dụ nè, động tác cân cái món cá, nếu mà mới đọc mình là một là ngón, hai cổ của chỏ, ba vàng, bốn xỉa, năm là cái ngón cá xỉa đó, thì bây giờ bắt đầu mình giảm dần cái cường độ. Bây giờ một nhỏ chút, hai ba bốn năm ngắn dần theo, lần nữa một hai ba bốn năm rồi ngắn dần nhỏ nhẹ. Một là cái cổ tay dịch cả, ba bốn năm đó, thấy dịch gì đó, cái dịch đó là nửa giờ tinh bắt đầu cũng đưa một tay lên nhẹ, một là nó dịch nhẹ nè, hai ba bốn năm đó, bắt đầu bây giờ chậm hơn, một chậm là cái thằng chậm cũng dịch tức đưa nhẹ xuống. À, thấy cao rồi. Là năm thằng thả thằng hồi nó là cụ sức giúp như cái gì. Thằng đó luyện khí. Nếu là nếu làm kỹ thấy thằng đó nó đánh nhẹ. Cái tiếng nó chuyện trên. Ta làm nhanh cho thấy, còn mình làm chậm chậm giống nghề luôn. Người ta thấy giống nhau, hai thằng cũng giống nhau. Thằng này cũng giống như một thằng này, nó giúp bốn cái.
nó dựng ngầm trong đó 4 cái. Đó là chuyện thấy. Đó, điều đó biết mà giải thích khoa học luôn. Thấy nó khác. Nó giống như ở ngoài là đánh kình á. Tung. Thằng Lý nó đánh kình, tung như cái. Là nó dùng kỹ thuật, nó mua một khớp thôi. Tao 5 khớp, 5 cái sắn, một bực 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 bực. Nó sẵn thành. Nhưng mà thằng kình nó dùng có một lớp. Sắn một lần, cùng sắn 4 lần, quất một cái, sâu hơn. Tức là xoáy 4 cái vô. Thì cái đánh khí là mạnh hơn đánh kình. Đánh khí mạnh hơn kình. Kình là nó giật một phát thôi. Còn phát mình sắn 4 phát. Búp, 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 búp. Một cái sắn thứ nhất là nhẹ 1. Sắn thứ hai mạnh hơn 3. Sắn thứ ba 5. Mà nó sắn từ đây. Thằng kình chỉ tới đây thôi. Còn mình á là cùi chỏ về vô. Mình bây giờ cái vai vô rồi ấn xuống nữa. Thằng kia không có ấn. Xoay ấn xuống không có. Thì nó mới tới đây, nó về thôi. Nên nó thế, thế, nếu coi kỹ bàn tay của Lý Tô Long về nè. Có một tư dòng, mình về nè, bụt xuống luôn. Mình dí cái đầu xuống luôn. Đó, cái nếu mà là chậm chậm mình mạnh lắm. Bên kia phải đánh nhanh giống hề. Còn mình đứng yên nè, một cưỡng đi, hai giống như tay, một là nó thua rồi, hai cưỡng đi, ba dứt cái lỗ cái bông. Như cái tay này đó. Đó thì cái cách này là luyện khí. Do đó luyện khí nó có năm cái nghịch nhẹ. Năm nghịch nhẹ tạo được 4 lần sóng cong. Chiêu nào là thế? Có hết, rồi cái này như vậy nè. Dù giơ lên nè, 1 2 3 4 rồi. Bùng rồi. Bùng rồi. Bùng.